Rồi, xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị một cái quán hủ tiếu. Đó là có tên là hủ tiếu Cả Cần nha. Một trong những cái quán mà có lịch sử rất là lâu đời ở Sài Gòn, cũng như là cái thương hiệu của nó đã gọi là rất là nổi tiếng ở Sài Gòn rồi. Thì hôm nay Kiên sẽ chia sẻ với tất cả quý vị. Ở đây thì nó có đặc biệt là hủ tiếu này, và bánh bao. Đây là hai cái món chủ đạo ở đây này. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bên trong và cùng khám phá cái cách mà người ta làm hủ tiếu để cái thương hiệu hủ tiếu này nó nổi tiếng đến như vậy nha quý vị. Rồi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng vào bên trong nhá. Đây quý vị ơi, đây là cái bên trong này, cô chú đang làm hủ tiếu trong này này. Chúng ta sẽ vào bên trong nha quý vị ơi. Đây chúng ta sẽ quay cái view quán cho quý vị thấy nha. Đây là cái view bên trong của quán hủ tiếu này quý vị. Đây. Rất là nhiều khách đang thưởng thức hủ tiếu ở đây. Ở đây là cái đường này là đường nó nằm ở cái góc là đường Nguyễn Tri Phương nha quý vị ơi. Nằm ở cái góc đường Nguyễn Tri Phương. Đây. Đây là đường này, đường Nguyễn Tri Phương này. Ở đây có một cái ngân hàng Á Châu ACB ở đây nhá. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong xem chủ quán ở đây làm hủ tiếu như thế nào nhá. Đây. Đây là cái nồi nước dùng quý vị. Wow. Đứng ở đây rất là thơm. Mùi nước dùng bay lên và các cái gia vị bay lên rất là thơm quý vị. Đây là giá này nha. Giá. Đây là hủ tiếu. Rồi, ta sẽ xem thì làm nha. Ở đây thì nghe nói là có cái món sườn rất là ngon. Sườn này làm từ sườn non nhá. Sườn non ăn vào rất là mềm và rất là ngon. Đâu kìa, nhanh đây. Hai nước dùng không có mời. Đây là nước dùng này. Đây là cái bên trong của mình. Wow, đây là đồ dùng nhá. Thịt này, thịt bằm này. Rồi tôm, thịt heo. Đấy quý vị. Đây, đặc biệt là sườn ở đây rất là tuyệt vời quý vị ơi. Sườn đây ăn rất là mềm. Và nó đây là toàn là sườn non không nhá. Sườn non đây là ăn được cả cái sườn non của nó rất là mềm nên là ăn luôn cả sườn nhá. Rất là ngon. Đây là đây này là có tương này, tương cà này quý vị. Đây là thịt bằm. Đây là hành này quý vị ơi. Rất là tuyệt vời. Đấy. Rồi chúng ta xem mà chị thái thịt này. Ngoài hủ tiếu ra thì ở đây còn có há cảo xíu mại này. Bánh bao này quý vị. Đây. Há cảo xíu mại bánh bao này. Đây là há cảo xíu mại này quý vị. Đấy. Rất là ngon. Ở đây có bánh bao này. Đây bánh bao đây. Wow. Rất là hấp dẫn. Đấy quý vị thấy không? Rất là tuyệt vời. Nữa thì Kiên sẽ thưởng thức những hủ tiếu ở đây nha. Bánh bao nữa. Trong những cái món mà nó mang cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở cái quán hủ tiếu Cả Cần này nha. Đây còn có đây là bánh ướt với lá này. Cái này là gọi là bánh lá là quý vị. Giò nha, bánh giò. Đây bánh giò đây quý vị ơi. Tuyệt vời. Rồi chúng ta xem anh lấy bánh ở đây nha. Wow. Rất là thơm. Ở đây rất là thơm. Cái này
bánh bao cả cần, ổn rất là đẹp. Đây em một cái bánh bao đi cô ơi. Wow, em mình sẽ thưởng thức trước một cái bánh bao em đi, xem là có ngon không nhá. Nghe nói bạn Kiên ăn ở đây rất là tuyệt vời. Rồi để em quay cái hộp đây. Đây này. Sao á? Bánh bao cả cần này quý vị ơi. Bây giờ cái hộp rất là đẹp nhá. Đây. Wow. Đấy. Đây là bánh bao này. Bánh bao này chưa có nấu nhá. Chưa nấu mới làm ra đây thôi thì lát nó sẽ bỏ vào hấp. Đây là trong những cái khay này, hấp bằng những cái khay này này. Đây có há cạo đây, há cạo, há cạo xíu mại đây, rất là nhiều món. Đây, há cạo xíu mại. Để mình sẽ quay một vòng cái không gian bên trong quán cho mình thấy nhá. Đây quý vị. Rồi chúng ta sẽ xem làm một tiếu đi. Đây. Đây cho quý vị thấy bánh bao này. Wow, rất là ngon quý vị ơi. Rất là thơm. Rồi. Bên trong nó này, rất là hấp dẫn. Wow, hấp dẫn quá. Rất là ngon. Bên trong cái nhân của nó này quý vị nhìn nào, quá tuyệt vời luôn. Quá chảy. Rồi, cảm ơn anh. Rất là ngon. Bên ngoài thì nó bọc rất là đẹp này. Bao cả cần rất là đẹp. Đây. Sáng chiều khác nhau nhá. Bánh bao cả cần sáng chiều khác nhau à, cái tên rất là hay. Bây giờ sáng chiều khác nhau cái nào thì mua buổi sáng ăn có vị khác mà buổi chiều ăn có vị khác, chắc là vậy hết. Lát nữa hỏi ông chủ xem nào nhá. Đây trong view bán được. Rất là ngon. Mời tất cả quý vị nha. Nãy quên không mời quý vị. Đang đói bụng. Quý vị nào có dịp thì hãy ghé cái quán hủ tiếu bánh bao cả cần nhá. Nằm ở ngay cái đường Nguyễn Chi Phương nhá. Ngay cái góc ngã tư Nguyễn Chi Phương và cái đường ở đây chia sẻ với cái địa chỉ ở đây nhá. Quán này thì các nghệ sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn đến đây ăn rất là nhiều rồi. Nên quý vị cũng cần lên mạng đánh cho nó ra. Ăn một hồi nó hết luôn bánh bao rồi quý vị. Bánh bốc luôn nha. Ăn thèm. Đấy, nhân bên trong có hai quả trứng rất là hấp dẫn. Đấy. Quá hấp dẫn luôn. Wow, thịt này quý vị.
nhân rất là ngon, thơm á, rất là ngon. Rồi, xin kính chào tất cả quý vị nha. Xin thử thức bánh bao và xong sẽ chia sẻ với quý vị củ điếu cả cần nha. Rồi, xin chào tất cả quý vị.